chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin thanh lý một lô phôi linh sam siêu bông hoa màu tím ạ. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Hôm nay em thanh lý giá là bán là một cặp là 150.000. Có cặp nào mà khác giá thì em sẽ báo ha. Bình thường em bán một cây là 100.000. Hôm nay em bán hai cây 150, em bao ship. Rồi, giá thanh lý luôn. Xả thì xả luôn ạ. Rồi, cặp đầu tiên có mã số là 43. Quạnh đây là 18. Cái này 18 ha. Rồi, trên đây xíu là 13 nè. Quạnh đế này, cây này là 23. Cây dáng bay ha cô chú. Rồi chiều dài cây này là 23. Đâm chồi sống khỏe hết rồi cô chú yên tâm nha. Rồi cặp 43 150.000 em bao ship. Linh sam siêu bông ạ, hoa màu tím. Rồi cặp số 44. Cặp này là to nha. Đế chà bá luôn. Rồi mã số 44. Cặp này 200.000 em bao ship. Cây này đế dữ lắm nha. Cặp này đế dữ lắm. Đế to. Rồi cặp 46. Ở đây là 23. Quạnh đây là 24. Chiều cao 17. 46 150.000 em bao ship. Là 36. Quạnh thân là 23. Cái này 21. Chiều dài 28. Mã số 47. Cặp này 200.000 em bao ship. Quạnh 21. Cái này 16. Cái này đế nỏ ha. Rồi cặp 48. 150.000 em bao ship. Cặp số 48. Nhớ chốt đúng mã số em mới gọi đúng cây được nha cô chú anh. Hãy
rất là đẹp, luôn cây này đế dữ lắm. Hoành 20 23, chiều cao 22, cặp 49, 150 ngàn. Em bao ship. Một cây lùng lực dáng trực và một cây dáng đổ. Rồi cặp số 50. Quảnh đây 25. Cái này 22. Cái này cao là 14. Cái này dài 20. Mã số 50, 150 ngàn, em bao ship. Cái này 19. Cái này dài 33. Cái này 22. Rồi cặp số 51, 150, em bao ship luôn. Hoành 25. Sao hoành đế ha cô chú. Đây là 30. Chiều cao 21. Mã số 52, 150, em bao ship. Cặp này có cái cây này rộng rất là đẹp nữa. Hoành 23. Cái này 20. Chiều cao 26. 53, 150 ngàn. Rồi, xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ, em xin chào ạ.